lên bài ca bảo vệ môi trường, nào hát vang lên bài ca bảo vệ môi trường. Đã đến rồi thời cơ hành động của ta, cùng nắm tay nhau thành vòng an toàn quanh trái đất. Bạn ơi, giữ lấy sắc rừng biếc xanh, giữ lấy sắc biển biếc xanh, giữ lấy bầu trời ngát hương đẹp dáng chim cầu trời trắng. Giữ lấy nước nguồn mát trong, giữ cho môi trường mãi xanh, cho trái đất nở hoa hạnh phúc ca trên biển nghỉ môi trường. Vang lên bài ca bảo vệ môi trường, nào hát vang lên bài ca bảo vệ môi trường. Đã đến rồi thời cơ hành động của ta, cùng nắm tay nhau thành vòng an toàn quanh trái đất. Bạn ơi, giữ lấy sắc rừng biếc xanh, giữ lấy sắc biển biếc xanh, giữ lấy bầu trời ngát hương đẹp dáng chim cô trẻ trắng. Giữ lấy nước nguồn mát trong, giữ cho môi trường mãi xanh, cho trái đất nở hoa và khúc ca trên biển nghỉ môi trường. Bài ca bảo vệ môi trường, nào hát vang lên bài ca bảo vệ môi trường. Đã đến rồi thời cơ hành động của ta, cùng nắm tay nhau thành vòng an toàn quanh trái đất. Bạn ơi, giữ lấy sắc rừng biếc xanh, giữ lấy sắc biển biếc xanh, giữ lấy bầu trời ngát hương đẹp dáng chim cầu trẻ trắng. Đó là thông điệp mà chủ đề văn bản nhật dụng hôm nay chúng ta tìm hiểu đề cập đến, cụ thể là bài thông tin về ngày trái đất năm 2000. Kim ghi tựa đề vào, ghi tựa bài vào vở. Ta đi vào phần 1 lớn, tìm hiểu văn bản. Ở nhà các em chuẩn bị bài rồi. Vậy em nào cho biết hoàn cảnh ra đời của văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000? Bạn Đăng Khoa nào? Lê Đăng Khoa. Em hãy cho biết hoàn cảnh ra đời của văn bản thông tin về ngày trái đất năm 2000. Đăng Khoa bật mic lên đi em. Ồ, cô thấy 5 cánh tay đi lên nè. Rồi, Huỳnh Gia Bảo nào. Dạ cô, em chưa đắt vô tay cô ơi. Rồi như vậy, khi em ở nhà chuẩn bị bài rồi, em nào chưa biết hoàn cảnh ra đời của văn bản nào? Rồi Kim Hồng nào. Dạ thưa cô, là ngày 22 tháng 4 hàng năm được gọi là ngày trái đất do Tổ chức Bảo vệ Môi trường của Mỹ khởi xướng năm 1970. Hoàn cảnh ra đời của văn bản đó là ngày 22 tháng 4 năm 2000, nhân lần đầu tiên Việt Nam tham gia ngày trái đất. Các em ghi hoàn cảnh ra đời của văn bản. Tức là từ hàng triệu năm nay, loài người đã xuất hiện trên trái đất. Chúng ta được đất nuôi dưỡng, được hít thở bầu không khí trong lành. Có thể nói,
con người đã được hưởng lợi rất nhiều từ thiên nhiên, môi trường. Tuy nhiên, nhiều người không ý thức được rằng rất nhiều những vật dụng phế thải của chúng ta đang dần dần hủy hoại tự nhiên, đầu độc và làm ô nhiễm môi trường sống của chính chúng ta. Hãy bảo vệ ngôi nhà chung, bảo vệ trái đất thân yêu. Lời kêu gọi đó đã được cả thế giới hưởng ứng và ngày 22 tháng 4 hàng năm đã trở thành ngày trái đất. Văn bản này được soạn thảo nhân dịp Việt Nam tham gia chương trình nói trên. Thông tin về ngày trái đất đã được thu hẹp, thể hiện tập trung trong chủ đề một ngày không sử dụng bao bì ni lông. Chúng ta đọc văn bản thì chú ý đọc rõ ràng, mạch lạc, chú ý đến các thuật ngữ chuyên môn cần phát âm chính xác. Rồi cái đoạn vì vậy cho đến môi trường thì chúng ta cần nhấn mạnh rành rọt từng điểm kiến nghị. Rồi cái đoạn mọi người hãy thì chúng ta cần thể hiện giọng điệu của một lời kêu gọi. Bạn Khánh Hằng đọc bài nào. Thông tin về ngày trái đất năm 2000, ngày 22 tháng 4 hàng năm được gọi là ngày trái đất do một tổ chức bảo vệ môi trường của Mỹ khởi xướng từ năm 1970. Từ đó đến nay đã có 141 được nước trên thế giới tham gia tổ chức này với quy mô và nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường. Ngày trái đất hàng năm được tổ chức theo những chủ đề liên quan đến những vấn đề môi trường nóng bỏng nhất của từng nước hoặc từng khu vực. Năm 2000 là năm đầu tiên tại Việt Nam tham gia ngày trái đất với chủ đề một ngày không dùng bao ni lông. Như chúng ta đã biết, việc sử dụng bao ni lông có thể gây nguy hại đối với môi trường bởi đặc tính không phân hủy của plastic. Hiện nay ở Việt Nam mỗi ngày thải ra hàng triệu bao bì ni lông, một phần được thu gom, một phần lớn vứt bừa bãi khắp nơi công cộng, ao hồ, sông ngòi. Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt, bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, cadimi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt, các khí độc thải ra, đặc biệt là chất dioxin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng, gây ung thư và dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi thói quen sử dụng bao ni lông cùng nhau, giảm thiểu chất thải ni lông bằng cách giặt phơi khô để dùng lại, không sử dụng bao bì ni lông khi không cần thiết. Sử dụng các túi đựng không phải bằng ni lông mà bằng giấy lá, nhất là khi dùng để gói thực phẩm. Nói những hiểu biết của mình về tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông cho gia đình, bạn bè và mọi người trong cuộc sống để cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề sử dụng bao bì ni lông trước khi thải bỏ bao bì ni lông bởi mức độ gây ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường. Mọi người hãy cùng nhau quan tâm tới trái đất hơn nữa. Hãy bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta trước những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đang gia tăng. Hãy cùng nhau hành động một ngày không dùng bao bì ni lông. Bạn Hằng đọc cái phần sau đọc hơi nhanh nha. Chúng ta đọc nhằm thể hiện cái giọng điệu của một lời kêu gọi. Do đó mình đọc chậm hơn một tí nha. Rồi, em nào chia bố cục của văn bản này làm mấy phần? Văn bản này được chia làm mấy phần các em? Bạn Tuyết Nhi nè. Cô là chia làm 3 phần. Phần 1 là từ đầu tới một ngày không sử dụng bao ni lông. Phần 2 là
tiếp theo tới nghiêm trọng đối với môi trường, phần 3 là phần còn lại. Rồi, em nào cho biết là thể loại của văn bản này? À, Bá Tiến nào. Bá Tiến đâu? Dạ, thưa cô là thể loại là tự sự. Ở đây không phải tự sự mà là gì nhỉ? Cuối cùng là bạn Tuyết Nhi đã chia đúng rồi. Phần gồm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến một ngày không sử dụng bao bì ni lông. Nội dung là nguyên nhân ra đời của bản thông điệp. Phần 2 là tiếp cho đến đối với môi trường, tác hại và biện pháp hạn chế sử dụng bao bì ni lông. Phần 3 là phần còn lại, đó là lời kêu gọi động viên mọi người nha. Và văn bản này là thể loại đó là gì? Rồi bạn Tiến suy nghĩ và nói tiếp nào. Dạ thưa cô, theo em là thưa cô là miêu tả tác hại đúng cô, miêu tả tác hại, miêu tả đúng cô ạ. Miêu tả và đây là gì nhỉ? Ta thấy trong phương thức biểu đạt của văn bản Nhật dụng là khá phong phú đa dạng, nó kết hợp nhiều phương thức biểu đạt trong một văn bản. Ở đây là văn bản nghị luận nha, nghị luận, và trong văn bản này có thuyết minh, có miêu tả nha. Đây, chúng ta qua phần thứ hai là phân tích. Thứ nhất là nguyên nhân ra đời của bản thông điệp. Em nào cho biết ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày gì? À, bạn Ngọc Tân nào. Đúng rồi, ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày trái đất, lấy tên chủ đề bảo vệ môi trường. Có bao nhiêu nước tham dự các em? Có bao nhiêu nước tham dự? À, bạn Thế Hùng nào, Trần Thế Hùng. Có bao nhiêu nước tham dự Hùng nhà? Hùng bật mic lên, Hùng chưa bật mic, bật mic lên em ơi. Dạ thưa cô là có 141 nước tham dự trên thế giới. Rồi, có 141 nước tham dự trên thế giới. Việt Nam tham gia vào thời gian nào với chủ đề là gì? À, bạn Long nào, Hoàng Long nào. Cô thấy Hoàng Long đưa tay nè. Rồi, Phương Nhi. Phương Nhi giúp bạn nào. Cô Việt Nam tham gia vào năm 2000 tham với chủ đề này không dùng bao bì ni lông. À, ngày 22 tháng 4 năm 2000, Việt Nam tham gia với chủ đề một ngày không sử dụng bao bì ni lông. À. Là ngày 22 tháng 4 hàng năm là ngày trái đất được khởi xướng ở Mỹ vào năm 1970, có 141 nước tham gia. Năm 2000 thì Việt Nam tham dự với chủ đề một ngày không sử dụng bao bì ni lông. Như vậy, em có nhận xét gì về cách trình bày các sự kiện đó? Chúng ta có nhận xét gì về cách trình bày các sự kiện này các em? À, bạn Kim Hồng nào. Dạ thưa cô, là số liệu chính xác, cách nói dễ hiểu mà và là vấn đề được các nước trên thế giới quan tâm. Đúng rồi, dùng số liệu cụ thể để thuyết minh, thông tin từ khái quát đến cụ thể, và lời thông báo trực tiếp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.
Vậy từ đó em thu nhận được những nội dung quan trọng nào trong phần đầu của văn bản này các em? Hay nói khác hơn là em hãy cho biết nguyên nhân nào khiến bản thông điệp ra đời. À, bạn Bá Tiến nào? Dạ, thưa cô là để bảo vệ trái, để bảo vệ nền, để bảo vệ không khí của trái đất, tránh gây ô nhiễm môi trường. À, đó là sự cấp thiết phải bảo vệ môi trường sống. Thế giới rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường trái đất. Việt Nam cùng hành động một ngày không sử dụng bao bì ni lông. Các em ghi ý này vào vở ha. Ngọc Tân nhắc lại nội dung phần A cho cả lớp nghe em. Bật mic lên Tân ơi. Bao bì ni lông. Tức là văn bản đã thuyết minh bằng số liệu đời thông báo trực tiếp ngắn gọn cho thấy vấn đề bảo vệ môi trường trái đất đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm, trong đó có Việt Nam. Chúng ta chuyển qua phần tiếp theo, đó là tác hại của bao bì ni lông và biện pháp hạn chế sử dụng. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là tác hại. Em nào cho biết nguyên nhân cơ bản nào khiến bao bì ni lông gây tác hại? Nguyên nhân cơ bản nào khiến bao bì gây tác hại các em? Bạn Tòng nào, Doãn Tòng nào, cô thấy cánh tay Doãn Tòng đưa lên nè. Rồi. Em tắt giơ tay cô ơi. À rồi, Phương Nhi giúp Tòng nào. Đó là bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loài thực vật, bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ, lẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắt các đường dẫn nước thải, làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa. Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho mũi phát sinh lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải. Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, cadmi gây tác hại cho não và nguyên nhân gây ung thư phổi. Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bị bỏ, bị đốt, các khí độc thải ra, đặc biệt là chất dioxin có thể là gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch và gây rối loạn chức năng, gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ em sơ sinh. Đã trả lời được một loạt câu nhưng mà cô đang hỏi là nguyên nhân cơ bản nào khiến bao bì gây tác hại các em? Tuyết Nhi nào. Thưa cô là đặc tính không phân hủy của plastic. Đúng rồi,
do đặc tính không phân hủy của plastic. Vậy em nào giải thích plastic là gì? Kim Hồng nào? Dạ thưa cô, plastic là chất dẻo. À, plastic là chất dẻo. Vậy phân hủy có nghĩa là gì các em? Phân hủy có nghĩa là gì? À, Ngọc Tân nào? Dạ thưa cô, phân hủy là một hiện tượng của một chất phân chia thành những chất khác nhau, không còn mang tính chất của chất ban đầu. À, chúng ta thấy bao bì ni lông nó không phân hủy được, nó sẽ tồn tại rất nhiều năm nha. Có khi từ 50 năm cho đến 5000 năm nó cứ tồn tại mãi, nó không phân hủy. Nha. Đây chúng ta thấy nè, bao bì ni lông khi mà thải ra vứt lung tung là nó cứ còn mãi. Nó còn mãi nó không có phân hủy được. À, do cái chất plastic, chất dẻo nè. Hai bức tranh này, khen quan sát hai bức tranh này phản ánh hiện tượng gì? À, nó có tác hại như thế nào các em? Bạn Kim Hồng nè. Thưa cô, là ni lông vứt bừa bãi gây ngập lụt. À, ni lông vứt bừa bãi là gây xói mòn đất, sạt lở đất nha. Như vậy, như bạn Phương Nhi lúc nãy trả lời, thì em nào nhắc lại tác hại của bao bì ni lông nè. Từ đặc tính không phân hủy thì bao bì ni lông gây ra hàng loạt tác hại, đó là tác hại nào? Ngọc Anh nhắc lại nè. Từ đặc tính không phân hủy thì bao bì ni lông gây ra hàng loạt tác hại, đó là tác hại nào Ngọc Anh? Dạ thưa cô, là nó ô nhiễm môi trường và nó không phân hủy được. Ô nhiễm môi trường, rồi gì nữa? Ai bổ sung thêm? Tuyết Nhi. Thưa cô, là gây cản trở thực vật phát triển, tắc cống, tắc các đường ống dẫn nước, làm chết sinh vật khi chúng nuốt phải, ô nhiễm thực phẩm tạo ra khí độc gây ngộ độc, tắc thở khi đốt bao bì ni lông gây rối loạn trao đổi chất gây dị tật bẩm sinh. À, dùng bao bì ni lông mà mình vứt lung tung là sẽ khi nó lẫn vào đất là cản trở thực vật sinh trưởng, gây xói mòn đất, vứt bừa bãi là tắc cống thoát nước. Khi mà tắc cống thoát nước thì sẽ sinh ra muỗi gây dịch bệnh, rồi làm chết các sinh vật. Chúng ta thấy đây, xói mòn đất, rồi tắc cống gây ngập lụt, không nước không thoát được là sẽ gây ngập lụt. Ở Mexico, người ta đã xác nhận một trong những nguyên nhân làm cho cá ở các hồ chết rất là nhiều là do rác thải ni lông và nhựa ném xuống hồ quá nhiều. Tại vườn thú quốc gia Kobe ở Ấn Độ, 90 con hươu đã chết do ăn phải những hộp nhựa đựng thức ăn thừa của khách tham quan vứt bừa bãi. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 100.000 con chim, con thú biển chết do nuốt phải túi ni lông. Đây, chúng ta thấy thống kê trong điều kỳ diệu hay là mối đe dọa. Đây, chúng ta thấy những con thú mà ăn phải bao bì ni lông, con hươu này là chết. Rất là nguy hiểm. Rồi, các em xem hai bức tranh sau đây. Minh họa cảnh gì và do nguyên nhân nào? Bạn Phúc Tính nào? Dạ, hai bức họa nữa, cảnh đầu tiên là cây cối bật gốc. Cây cối bật gốc là bão, còn bên này là
ngập lụt do mưa. À, ngập lụt. Do à. Còn nhân là do biến đổi khí hậu. Theo em là khí hậu bão và bật gốc và cây cối bật gốc là do bão nè, và bên này là do ngập lụt, cũng do là ảnh hưởng môi trường từ những rác thải bao bì ni lông là vất lung tung, là ảnh hưởng đến xói mòn đất, sạt lở đất, rồi ảnh hưởng tới môi trường ngập lụt. Dùng bao bì ni lông đựng khi mà đựng thực phẩm á các em, là nó sẽ ô nhiễm thực phẩm. Bao bì, đặc biệt là bao bì ni lông màu á, đựng thực phẩm là nó ô nhiễm thực phẩm, mà nhất là những cái thực phẩm đang nóng nó ô nhiễm thực phẩm, và khi mình ăn cái thực phẩm đó vào thì sẽ gây tác hại cho não. Và đặc biệt khi mà đốt bao bì ni lông thì thải ra chất dioxin. Chất dioxin rất là độc, ngộ độc, nó sẽ giảm khả năng miễn dịch, nó ảnh hưởng đến tuyến nội tiết, gây ung thư. Và những bà mẹ đang có thai thì khi mà hít phải chất độc dioxin đó, là những cái bào thai trong bụng sẽ là dị tật bẩm sinh. Do đó khi sinh ra thì những em bé sẽ bị quái thai nha. Đây, chúng ta đọc được điều gì qua hai bức tranh này? Tuyết Nhi nào, em đọc được điều gì qua hai bức tranh này? Rồi, Thùy Linh nè, Linh giúp bạn nào. Dạ, thưa cô là nghị lực. Chúng ta thấy hai bức tranh này là những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh do khi những bà mẹ có thai và hít phải chất độc khí dioxin, tức là những cái bao bì ni lông mà đốt là thải ra chất khí dioxin. Do đó sinh ra những em bé này là bị dị tật. Này, sinh ra những em bé là bị dị tật, ta gọi là dị tật bẩm sinh đấy. Tóm lại, tác hại của bao bì ni lông, bạn Tân nhắc lại nè. Thưa cô là dùng bao bì ni lông bao gồm lấn vào đất, rất là lấn vào đất. Rất là nguy hiểm, chúng ta thấy tác hại rất là nguy hiểm. Vậy em nào hãy chỉ ra những nét đặc sắc về nghệ thuật của đoạn văn và nêu tác dụng nào. Trong đoạn văn này chúng ta thấy tác giả đã sử dụng nét đặc sắc về nghệ thuật. Bạn Kim Hồng nào. Dạ thưa cô, nghệ thuật là liệt kê phân tích các chứng cứ khoa học. Đúng rồi. Tác dụng của nghệ thuật này. Dạ thưa cô là làm nổi bật điều gì đây em? Tác giả đã kết hợp liệt kê này, phân tích trên cơ sở thực tế và khoa học để làm nổi bật vấn đề gì đó. Làm nổi bật tác hại của bao bì ni lông. Đúng rồi. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật liệt kê, phân tích, lập luận rất là chặt chẽ, ngắn gọn để nêu rõ tác hại ghê gớm của việc dùng bao bì ni lông. Chúng ta ghi ý thứ nhất ha, phần A.
Rồi bạn Viết Thành nhắc lại nội dung của phần A nào. Phần tác hại nào. Viết Thành bật mic lên. Nhắc lại nội dung chính của phần tác hại em. Rồi Trọng Ân nè, Trọng Ân giúp bạn nào. Cô là mơ bị ni lông sẽ ảnh hưởng liệt kê phân tích lập luận chặt chẽ ngắn gọn. Tiếp tục nhằm mục đích gì? Nêu rõ tác hại ghê gớm của việc dùng bì ni lông. Đúng rồi. Tác giả đã kết hợp biện pháp nghệ thuật liệt kê và phân tích trên cơ sở thực tế và khoa học để làm nổi bật. Đó là dùng bao bì ni lông ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Và qua đó chúng ta cũng thấy là mất vẻ đẹp mỹ quan nữa. Khi mà vứt bao bì ni lông thì nhìn nó dơ, rất là dơ bẩn, mất vẻ đẹp mỹ quan của môi trường. Cô ghi xong này là nghỉ hả cô? À, chúng ta cái phần biện pháp nghệ thuật biện pháp hạn chế, cô nói nhầm, biện pháp hạn chế thì để ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục ha. Rồi chúng ta dừng ở đây. Rồi, chào các em. Xin chào cô.